Có một ngôi trường như thế, 50 năm một chặng đường phát triển đã là nơi gắn bó thiết tha của biết bao nhiêu thế hệ thầy và trò trên mảnh đất Đống Đa anh hùng. Trường Trung học cơ sở Thái Thịnh ra đời vào những năm miền Bắc xây dựng hòa bình chủ nghĩa xã hội, miền Nam tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 1974, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định thành lập một ngôi trường mang tên trường cấp 1, 2 Thái Thịnh tại một khu đất đẹp bằng phẳng trên cánh đồng Si, phường Thịnh Quang, quận Đống Đa với diện tích xây dựng trường khoảng 13.000 m². Ngày 15 tháng 9 năm 1974 là ngày khai giảng của năm học đầu tiên, một ngày trọng đại của nhà trường trong tiếng trống trường rộn rã lòng người. Các vị đại biểu, các cán bộ giáo viên, các bậc phụ huynh cùng các em học sinh thân yêu đã tề tụ đông đủ để đón chào sự kiện này. Ngày 5 tháng 9 năm 2001, trường Trung học cơ sở Thái Thịnh được tách ra từ trường cấp 1, 2, tọa lạc tại địa chỉ số 131 phố Thái Thịnh, trên một khu đất rộng 6.500 m² quay ra mặt phố Thái Thịnh. Trường được xây dựng một dãy nhà 3 tầng với 15 phòng học, một khu hiệu bộ, 2 tầng với đầy đủ phòng thí nghiệm, thư viện, tin học. Trường được khánh thành vào đúng ngày khai giảng năm học mới. Sự kiện quan trọng này mãi khắc ghi trong ký ức thầy và trò trường trung học cơ sở Thái Thịnh với người dân địa phương. Tháng 10 năm 2007, được sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, Phòng Giáo dục Đào tạo quận, Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Quang và các ban ngành đoàn thể khác, trường Trung học cơ sở Thái Thịnh đã được sửa chữa, nâng cấp và xây dựng hạng mục công trình. Trường được xây mới một dãy nhà 3 tầng với 10 phòng học, phòng hội trường rộng thoáng, phòng thí nghiệm toán, lý, hóa, sinh, phòng tin học, phòng thư viện, nhà rèn luyện thể chất cao rộng thoáng đúng quy chuẩn của ngành giáo dục đã giúp thầy trò trường trung học nâng cao thể lực thẩm mỹ với cơ sở vật chất khang trang hiện đại đáp ứng đúng yêu cầu dạy và học của nhà trường. Tháng 3 năm 2010, trường Trung học cơ sở Thái Thịnh được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001 đến 2010. Thầy cô hiệu trưởng qua các thời kỳ: một, thầy Nguyễn Như Giao giai đoạn 1974-1978; hai, thầy Dương Trần Hỷ giai đoạn 1978-1980; ba, thầy Tạ Doãn Hà 1980-1982; 4. Thầy Nguyễn Hữu Trúc 1982-1985; 5. Thầy Nguyễn Đình Dư 1985-1991; 6. Thầy Nguyễn Đức Thịnh 1991-2013; 7. Cô Chu Thị Lý 2013 đến ngày 8 tháng 8 năm 2019; thầy Nguyễn Cao Cường tháng 9 2019 đến nay. Về chất lượng giáo dục, trường Trung học cơ sở Thái Thịnh luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, đảm bảo học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất. Nhà trường có đội ngũ giáo viên giỏi, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề. Chương trình học được xây dựng theo chuẩn bộ giáo dục và đào tạo, đảm bảo kiến thức và kỹ năng cho học sinh. Về cơ sở vật chất, trường Trung học cơ sở Thái Thịnh được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh. Về môi trường học tập, trường Trung học cơ sở Thái Thịnh là một môi trường lành mạnh, thân thiện. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ.